Màn giả gái viral khắp cõi mạng vì đẹp không kém gì hội mỹ nhân. Thâm Tiềm là một bộ phim truyền hình được quay cách đây 5 năm của Thành Nghị, đột nhiên nhảy dù phát sóng, dù không có bất cứ hoạt động quảng bá nào, chưa kể vì là một tác phẩm được đắp chiếu gần nửa thập kỷ, lại là tác phẩm được tư kinh phí hạng B, nên khán giả cũng không quá kỳ vọng tác phẩm này có thể làm nên chuyện. Nhưng điều bất ngờ là, tác phẩm của sao nam 9X lại thành công vượt mong đợi, ghi nhận những phản hồi tích cực từ cốt truyện, bối cảnh đến diễn xuất phong thần của Thành Nghị ở độ tuổi 29. Trong Thâm Tiềm, nam diễn viên vào vai Vân Hoàng Thâm, một thiếu gia thời dân quốc, đồng thời cũng là một điệp viên, giữa cục diện rối ren, loạn lạc, Vân Hoàng Thâm với khả năng suy luận sắc sảo và sự nhạy bén, anh từng bước phối hợp cùng cha để dẫn dụ và tiêu diệt kẻ địch. Mới đây, một phân cảnh giả gái của anh trong tập 8 khiến cả tam giới chấn động, bởi vì dù xinh đẹp chẳng thua kém gì các mỹ nhân, cụ thể, trong phân cảnh này, Vân Hoàng Thâm tình cờ nghe được việc tầng 2 ngoài phòng của bác ca, căn phòng số 2 đều là khách nữ. Vì vậy, anh đã cùng đồng đội giả trang thành nữ giới để tiếp cận kẻ địch. Theo chia sẻ từ tổ biên kịch, trong kịch bản không có viết chi tiết Vân Hoàng Thâm giả trang thành nữ. Điều này hoàn toàn là chủ ý của Thành Nghị. Mọi người đều không ngờ, khi lên phim nó lại gây tiếng vang lớn đến như vậy. Trong khi đó, khán giả cũng dành nhiều lời tán dương cho sao nam Lưu Ly, bởi thái độ kính nghiệp, có nghiên cứu và tâm huyết với nhân vật mà mình thể hiện. Dù chỉ là một phân cảnh được đề xuất, nhưng cách make up và tóc tai của Thành Nghị đều được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, giúp nhan sắc nam thần toát lên vẻ diễm lệ, mê mẩn đầy khó cưỡng. Một số bình luận khen ngợi của khán giả: tình tiết giả gái này vô cùng logic khi đặt trong câu chuyện này, không nghĩ là Thành Nghị tự nghĩ ra luôn, đúng là một diễn viên tâm huyết với nghiệp diễn. Giờ lướt mạng là đi đâu cũng gặp nhị tiểu thư họ Vân mà cười quá trời quá đất, trần đời có một mỹ nhân xinh đẹp mà lực điền tới vậy sao? Tiểu thư khoe các này là Thành Nghị hả? Vi dù bùng nổ đúng chất mỹ nhân, Mẫn Nhi này dáng hơi lực điền, nhưng mà đẹp. Thành Nghị đóng phim nào cũng hay, vai nào diễn cũng đạt, 5 năm trước đã dụng tâm với diễn xuất tới vậy rồi, thì bây giờ nổi tiếng là quá xứng đáng. Một bộ phim còn thiếu sót, nhưng do nó đã bị đắp chiếu quá lâu thôi, còn diễn xuất của Thành Nghị vẫn quá tuyệt vời, tạo hình này cũng chăm chút, chứ không phải giả gái cho có lệ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Thành Nghị giả gái trên màn ảnh. Khi thực hiện một cảnh bắt yêu quái trong Trầm Vụn Hương Phai, nam diễn viên từng đóng giả làm tân nương, khi đó, anh cũng khoe nhan sắc dịu dàng, e lệ, tạo hình khi ấy cũng khiến khán giả thích thú, bàn tán sôi nổi, bởi mỹ nam 9X vẫn quá xinh đẹp, khiến ai cũng phải siêu lòng. Em gái quốc dân lộ mặt sưng phù gây sốc, Triệu Lệ Dĩnh chặt đẹp dàn mỹ nhân trong bài Tết Cam Thường. Chiều ngày 16 tháng 11, thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê 2024 đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao đình đám của giới giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều tên tuổi hot như Triệu Lệ Dĩnh, Quang Hiểu Đồng, Chung Sở Hy, Trình Tiêu, Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa đã tề tựu đông đủ, biến sự kiện trở thành chủ đề hot nhất lúc này ở showbiz Trung Quốc. Càng hot hơn, khi ban tổ chức Kim Kê có màn thử thách Cam Thường với dàn sao đình đám và tung toàn bộ ảnh chụp thảm đỏ không qua chỉnh sửa lên mạng. Động thái của ban tổ chức khiến không ít nghệ sĩ ngã đau, lộ nhan sắc thật không đẹp như kỳ vọng trước Cam Thường. Quang Hiểu Đồng là cái tên gây thất vọng nhất, trong ảnh chưa photoshop kỹ lưỡng, em gái quốc dân bị bóc trần vóc dáng tăng cân, gương mặt sưng phù và diện mạo già dặn hơn tuổi. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại gây ấn tượng với vi dù Cam Thường đẹp miễn chê và chặt đẹp hết dàn mỹ nhân dự sự kiện. Quang Hiểu Đồng xuất hiện thất vọng trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, trang phục thảm đỏ của Quang Hiểu Đồng bị netizen xứ Trung chê mạnh, chiếc váy có phần trên rườm rà, sến sẩm và phần chân váy bị nhăn, khiến nữ diễn viên sinh năm 1997 trông kém chỉnh chu. Chưa kể, mái tóc nhuộm đỏ và tông make up đậm càng cộng cho Quang Hiểu Đồng thêm vài tuổi. Qua ống kính Cam Thường, Quang Hiểu Đồng lộ vóc dáng tăng cân khá nhiều, gương mặt sưng phù kém thanh thoát, ảnh đời thực của cô khác hoàn toàn với ảnh đã lược là photoshop do studio đăng tải trước giờ gờ. Trong ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng, gương mặt của Quang Hiểu Đồng thanh tú sắc sảo, với xương quai hàm thon gọn, cằm dài và vóc dáng cũng mảnh mai hơn. Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với vi dù xinh đẹp tại sự kiện, phong thái điềm tĩnh, nhan sắc kiêu sa và trang nhã của Triệu Lệ Dĩnh khiến người ta không thể rời mắt. Gương mặt không khuyết điểm với đường nét thanh tú, giúp nữ diễn viên 8X dễ dàng vượt qua bài kiểm tra Cam Thường của lễ trao giải Kim Kê. Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á tươi rói trên thảm đỏ, tuy nhiên, cô bị đánh giá là trông có phần nhợt nhạt với kiểu trang điểm nu, tóc mái bay cũng bị gió thổi không vào nếp. Dù vậy, ảnh cận mặt Cam Thường của Đồng Lệ Á vẫn rất ổn, bởi đường nét tự nhiên của cô vốn đã xinh đẹp. Trình Tiêu có gương mặt xinh như búp bê dễ dàng vượt ải Cam Thường,
nhưng tạo hình của nữ idol trên thảm đỏ kim kê bị nhận xét là Su Ka Na, chiếc váy tím của cô bị chê quá sến. May mắn mỉm cười với Triệu Tình trong cuộc đối đầu với Cam Thường. Tuy nhiên, nữ diễn viên Gen Z được nhận xét trông hơi căng thẳng, kém tự tin khi tham dự sự kiện lớn. Đinh Vũ Hề, Hùng Tử Kỳ và bạn trai bí ẩn của Trúc Tự Đan. Mới đây, các diễn viên phim Vĩnh Dạ Tinh Hà đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ tại trụ sở Tencent ở Thâm Quyến. Bên cạnh những chủ đề khen ngợi về nhan sắc và diễn xuất, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số bài đăng nói về mối quan hệ của Đinh Vũ Hề và Trúc Tự Đan. Theo đó, sau buổi livestream, nhiều người tung tin đồn Đinh Vũ Hề có tình cảm với Trúc Tự Đan. Trong quá trình phát sóng, nam diễn viên được cho quan tâm Trúc Tự Đan hơn Ngô Thư Hân. Vì thế, nhiều người liên tưởng nhân vật Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề trong Vĩnh Dạ Tinh Hà cũng chỉ dành tình cảm cho Mộ Dao của Trúc Tự Đan. Trước những nguồn tin gây ảnh hưởng đến các diễn viên, Trúc Tự Đan đã livestream trò chuyện với fan và phản hồi vụ việc. Nữ diễn viên chia sẻ, quan hệ của chúng tôi rất tốt, mọi người đều là đồng nghiệp thân thiết. Có người nói Tiểu Đinh nhìn tôi bằng ánh mắt rất thâm tình và dành tình cảm đặc biệt. Nhưng không phải vậy, cậu ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt của một người bạn. Trong lúc livestream, ai đang nói chuyện thì mọi người sẽ hướng ánh mắt đến người đó. Vậy nên mọi người đừng suy diễn sai sự thật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chúng tôi quay show và tạo gánh nặng tâm lý. Rõ ràng tất cả đều đang rất tốt, mọi người chỉ cần xem phim thật vui là được. Đây không phải lần đầu tiên Trúc Tự Đan phải lên tiếng làm rõ tin đồn tình cảm. Trước đó, vào năm 2016, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò Hùng Tử Kỳ sau khi hợp tác trong phim Họa Tâm Sư. Khi phim công chiếu, truyền thông đưa tin, Trúc Tự Đan và Hùng Tử Kỳ nảy sinh tình cảm từ những lần diễn cùng nhau trên phim trường. Tuy nhiên, thông tin trên đã bị cả hai bác bỏ. Đến tháng 6 năm 2019, Trúc Tự Đan tiếp tục trở thành tâm điểm trên truyền thông vì những bức ảnh mà blogger đăng tải. Người đẹp bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông lạ mặt, được cho là bạn trai của nữ diễn viên. Cả hai sánh đôi cùng nhau, có những hành động thân mật, trò chuyện vui vẻ, thậm chí, bạn trai còn ngồi xuống cột dây giày cho cô. Vụ việc gây ra không ít ồn ào trên mạng xã hội, nhưng ngôi sao người Hắc Long Giang đã lựa chọn im lặng. Đến nay, danh tính bạn trai của Trúc Tự Đan vẫn là ẩn số. Trúc Tự Đan sinh năm 1992 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, là nghệ sĩ trực thuộc công ty Gia Hành. Những năm qua, cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Ngộ Long, Lập Trình Viên Đáng Yêu. Mỹ nhân cả đời chỉ đóng một phim mà được nhớ đến suốt 20 năm, nhan sắc như tiên nữ xé sách bước ra. Theo Sina, nhân vật Hoàng Sam nữ tử xuất hiện không nhiều trong tiểu thuyết Kim Dung, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm bởi có quá nhiều bí ẩn. Trong mỗi phiên bản của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật này luôn nhận được sự tò mò của khán giả, xem mỹ nhân nào sẽ là người đảm nhiệm vai tiên nữ có võ công cao cường nhất tác phẩm. Cố nhà văn Kim Dung miêu tả Hoàng Sam nữ tử là người võ công siêu phàm, nhưng không dễ dàng lộ diện và chỉ xuất hiện lúc tình thế nguy cấp. Trong các phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn tìm nhiều thủ pháp để làm sao nhân vật này vừa xuất hiện đã khiến khán giả ấn tượng, nhớ mãi không quên, làm tăng thêm sự thần bí và cảm giác thần kỳ cho nhân vật. Nhà văn Kim Dung mô tả Hoàng Sam nữ tử, người con gái mặc áo vàng, là phong thái yểu điệu, dung mạo mỹ miều, chỉ là sắc mặt quá mức xanh xao, dường như không có chút hồng hào nào. Nhân vật này cũng có nét khó gần của tiểu long nữ, cộng thêm võ công cực đỉnh, khí chất bức người, khiến ai trông thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí nụ cười của nàng còn có nét bí ẩn lạnh lùng. Theo cách miêu tả này, nữ diễn viên thể hiện tốt nhất vai Hoàng Sam nữ tử là Hồ Tiểu Nhiễm trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản kinh điển của Tô Hữu Bằng. Hồ Tiểu Nhiễm tạo nên cảm giác xa cách, ngay cả khi nói chuyện với nam chính Trương Vô Kỵ cũng có giọng điệu kiêu ngạo kinh thường, càng không để những người khác vào trong mắt. Trước đó, Chu Chỉ Nhược là người đã luyện thành công cửu âm bạch cốt trảo, nhờ đánh lén mà thắng cả Trương Vô Kỵ và giành được danh xưng thiên hạ đệ nhất. Lúc này, Hoàng Sam nữ tử xuất hiện, chỉ dùng khinh công biến hóa khôn lường đánh bại Chu Chỉ Nhược. Có thể nói, đây là nhân vật nữ có võ công cao nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hoàng Sam nữ tử chỉ để lại 16 chữ, sau núi Trung Nam, nơi ngôi mộ có người sống, đôi thần điêu hiệp lữ, xa chốn giang hồ, sau đó biến mất. Nhân vật này có xuất thân bí ẩn, đến nay vẫn khiến khán giả tranh cãi. Trong một số bản truyện, Hoàng Sam nữ tử còn được gọi là Dương Cô Nương, quanh năm sống ở cổ mộ, nên có làn da trắng nhợt nhạt, phong thái lạnh lùng. Vì vậy, Hoàng Sam nữ tử được cho là con gái của Dương Quá và Tiểu Long Nữ hoặc là truyền nhân của phái cổ mộ. Theo Sina, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 tập hợp dàn mỹ nhân cực phẩm như Giả Tịnh Văn, Cao Viên Viên, Quách Phi Lệ, Trần Tú Lệ, Trần Tử Hàm. Nhờ thành công của phim,
họ đều có vai diễn để đời, đến nay vẫn được khán giả nhắc nhớ. Sina cho rằng, với nhan sắc cùng diễn xuất tốt của Hồ Tiểu Nhiễm, nếu tiếp tục con đường diễn viên cũng sẽ gặt hái được thành công. Đồng thời, vai diễn Hoàng Sam nữ tử của cô sẽ còn được khán giả biết tới nhiều hơn. Đáng tiếc, người đẹp chỉ đóng một tác phẩm này sau đó không theo đuổi nghiệp diễn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.